Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em một cái chủ đề. Tôi gọi nó là làm thế nào để sống một đời sống đắc thắng trong Chúa. Đắc thắng. Đắc thắng chứ không phải chiến thắng. Tôi sẽ giải thích sâu cho anh chị em nghe câu này. Chiến thắng đã khó rồi, tuy nhiên nó vẫn còn dễ đạt được. Nhưng mà để sống một đời đắc thắng nó lại khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn vào cuộc chiến của Ukraine với Nga đi. Người ta cứ lên đài, rồi Nga thì nói tôi thắng, U thì bảo tôi thắng. Ai mình thắng hết. Nhưng mà rồi nhìn cái thành phố xem, nó tan hoang không còn cái gì cả. Người không, điện không, nước không, ga không, thực phẩm không, mèo chó cũng không. Nhưng mà rồi tôi giơ cờ lên tôi bảo tôi thắng. Tôi cũng chả biểu thắng đó để làm cái gì. Cho nên đôi khi nếu chúng ta chỉ một chăm một cuộc đời mình để thắng, thì đôi khi trong cái chiến thắng đó chúng ta lại đau khổ chính trong đất chiến thắng của mình. Chúng ta lại sụp đổ, thất vọng, tuyệt vọng, trần truồng, đối khắc trong cái sự chiến thắng của mình. Chúa muốn thấy chiến thắng đó. Chúa muốn chúng ta có một đời sống đắc thắng. Nghĩa là sau cuộc chiến, tài sản chúng ta nhân lên, ơn chúng ta nhân lên, năng lực chúng ta được nhân lên, và mọi điều xung quanh chúng ta được trù phú lên, thịnh vượng lên. Đó mới là thắng. Amen chứ. Đó, chúng ta phải sống đời sống đó. Chứ đi đánh trận xong rồi về nhà cô cũng như banh xác hết thì thôi, không được rồi. Không sống đời sống đấy. Chúng ta không hầu việc Chúa để rồi hậu phương con cái, gia đình, vợ con, cha mẹ bị Satan cướp hết. Chúng ta không hầu việc Chúa kiểu đó. Chúng ta không hầu việc Chúa cái kiểu là đi một hồi về nhà là đột quỵ nằm gọi là la liệt. Không có hầu việc Chúa kiểu đó. Chúng ta hầu việc Chúa trong sự đắc thắng. Amen chứ. Đấy là cách mà tôi muốn. Mà tôi cũng thấy là Chúa Giê-xu muốn như thế. Dĩ nhiên tôi hôm nay mình đứng đây mình không chia sẻ cái khía cạnh là có thể chúng ta bị bắt bớ vì danh Chúa, chúng ta bị bỏ tù vì danh Chúa, chúng ta bị đâm chém, bị cưa xẻ vì danh Chúa. Cái đó là vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng ta dĩ nhiên phải chấp nhận những điều đó như các sứ đồ vẫn chấp nhận. Nhưng bên trong lòng chúng ta phải có một đời sống đắc thắng. Đó mới là đời sống Chúa muốn. Không thể nào mà khác được đâu. Anh chị em, cho nên là tôi sẽ cậy ơn của Chúa để nói một vài điều liên quan đến cái điều này. Thì như tôi hay nói với anh chị em và cùng chia sẻ với anh chị em á, cái điều quan trọng của một đời sống ở trong Chúa đó, để chúng ta phục vụ Ngài, làm công việc và tất cả mọi công tác, là chúng ta cần phải có ơn của Đức Chúa Trời. Nói cái gì thì nói, cái năng lực của chúng ta thì rất hạn chế. Chúng ta không giúp được nhiều người. Chúng ta không thể làm được cái điều mà trong cái giới hạn của chúng ta. Nhưng khi ơn của Chúa ở trên chúng ta thì chúng ta làm vượt xa những gì khả năng mình có thể làm. Đó là cái điều mà tôi thấy. Ví dụ như những kỳ đại hội, anh chị em nhìn thấy không ạ? Chúa sức dầu cho hội thánh nhà muôn dân, Chúa sức dầu cho cá nhân của từng người, trong đó có tôi, để có thể phục vụ một cái đám đông hiện nay lên tới con số hàng ngàn. Bây giờ anh em tưởng tượng đi, mai mốt con số lên 5.000, 10.000. Rồi tôi đã từng nghĩ điều đó rồi, tôi nghĩ Chúa. Bây giờ 10.000 người mà con đi khỏ đầu từng người thì đến bao giờ? Chắc một tuần chưa khỏ xong. Phải không ạ? À? Bây giờ anh em tưởng tượng mình ngồi đây 200 con người là cùng chứ gì, mà mình cũng thấy xính rính rồi cái chuyện mà để mà cứ dày thì biết bao giờ. Cho nên tôi mới cầu nguyện với Chúa. Tôi nói Chúa phải có cách khác. Vì Ngài nói rằng những kẻ tin ta sẽ làm được ta, việc ta làm mà còn làm lớn hơn nữa. Rộng hơn, không phải về chất lượng lớn hơn Chúa, mà quy mô lớn hơn Chúa. Vì Chúa cái thời đó có giới hạn, Chúa chỉ đi lanh quanh xứ Giu-đê thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy có những nhà truyền giáo đi khắp thế giới. Có những nhà truyền giáo như là Richard Bunky, ông giảng một lần cho hàng triệu người. Còn nhớ cái lần ông chia sẻ là 1 triệu người được báp têm bằng Đức Thánh Linh cùng một lúc.
khủng khiếp quá. Tôi mới đọc những cái đó, tôi nói Chúa, hỏi có cách Chúa ơi. Và tôi nói, tôi thấy trong lòng có cái điều là cảm động như tôi vừa chia sẻ anh chị em. Con cần ơn của Đức Chúa Trời. Con cần gia ơn của Đức Chúa Trời. Con cần thêm ơn của ta để làm việc. Và tôi đã cầu nguyện. Và ngày hôm nay anh chị em thấy đó, Chúa sức dầu cho hội thánh chúng ta để có thể đứng trên bục giảng và cầu nguyện chữa lành cho hàng ngàn người ở dưới mà không cần phải rờ họ. Anh chị em thấy không? Có rờ đâu. Không rờ chạm một người nào mà ở dưới ma quỷ xúc đi lăn lộn bệnh tật chữa lành giải cứu tất cả mọi thứ nằm la liệt ở dưới. Rồi đến lúc sức dầu cũng vậy. Chúa sức dầu cho từng người mà không phải rờ người nào đâu. Và tôi về tôi tạ ơn Chúa. Tôi nói Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Vì cái này mới là cái làm cho sân vận động được đây nè. Có đúng không em? Cái này mới cái làm cho sân vận động nè. Mai mốt 10.000 người, 5.000 người Chúa mở ra cho hàng chục ngàn người. Thì có gì đâu mà phải đi cứ gõ gõ vậy. Mỏi tay, cứ đứng như thế này. Chúa ơi, mưa xuống trên họ một cái là tất cả sân vận động chữa lành hết. Anh em thấy sướng không? Sướng vô cùng. Tôi nói Chúa ơi, điều này là con thấy nó nhẹ lòng, ngủ nghe ngon rồi đó. Ngủ ngon, về ngủ ngon. Tuyệt vời. Và cái điều đó nó tuyệt vời ở chỗ nữa anh chị em ạ. Người ta thấy được rằng cái điều họ nhận được là trực tiếp từ Chúa Giê-xu, không qua một con người nào cả. Và tôi cũng có cớ để nói với họ rằng tôi có đụng anh chị em đâu, tôi có làm gì đâu. Đó là Chúa làm cho anh chị em đấy chứ. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu, amen nhé. Wow, rất là diệu kỳ. Cho nên tôi nói đời sống của chúng ta nhất định phải tìm cho bằng được ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không là gì để giúp đỡ thế giới này. Nhưng nếu Chúa đã vận hành ơn qua chúng ta, thì chúng ta trở thành cứu tinh cho thế giới này. Nói đúng nghĩa đen luôn. Không phải nói khiêm nhường, mà nói đúng nghĩa đen. Vì Chúa vận hành qua chúng ta để làm cứu tinh cho thế giới. Một thế giới đổ vỡ, đau yếu, bệnh tật, hà hiếp, tù đầy với vô số tệ nạn tội lỗi mà khả năng con người không giải quyết được. Anh chị em ơi, tôi khao khát cho tất cả anh chị em mình ngồi đây, mỗi một người đầy ơn của Chúa vận hành qua mình. Hãy khao khát. Và tôi trở lại với vấn đề. Cái nơi mà chúng ta xuất phát, nó phải bắt đầu bằng sự khiêm nhường. Tôi trở lại với cái điều mà tôi chia sẻ lúc sáng anh. Nhưng chúng tôi sẽ nói sâu hơn một chút. Thế nào là sự khiêm nhường? Ngày nay đôi khi đó, chúng ta lầm lẫn rằng khiêm nhường là một vài những cái hành động ở bên ngoài. Chúng ta ăn mặc cho nó xòe xò tí, nó không đẹp như cái bộ tôi đang mặc đây. Cũ cũ chút, rồi cũng có thấy người là cũng đầy đủ điều kiện lắm, nhưng mà phải mặc cái bộ, cái vai nó sờn tí để người ta thấy mình khiêm nhường. Không? Đôi giày cũng không dám mua đôi giày mới như giày của tôi, mua đôi rách rách. Nhưng chị em à, tất cả những biểu hiện bên ngoài nó không nói lên sự khiêm nhường bên trong. Đó là sự thật. Có vô số những con người bề ngoài rất là khiêm nhường, nhưng trong lòng đầy sự kiêu ngạo mà không biết. Kể cả cái câu nói tưởng chừng rất khiêm nhường như là lạy Chúa, vì Chúa đã giúp con không còn kiêu ngạo nữa. Chính cái câu đó cũng đã chứng minh rằng mình chưa khiêm nhường. Anh em suy nghĩ đi. Mình kiêu ngạo bởi vì mình cho rằng mình khiêm nhường. Anh em thấy không ạ? Cho nên cái sự khiêm nhường là một điều gì đó rất là lạ lùng từ trong sâu thẳm tâm linh của con người mà chỉ có Đức Chúa Trời giải quyết được thôi. Vì Chúa là đấng nhìn thấu trống. Còn con người chúng ta, chính chúng ta cũng không biết mình luôn. Chính chúng ta cũng không biết mình. Cho nên đôi khi tôi đi từ cái vị trí này, tôi nói Chúa, nếu muốn được ơn, thì rõ ràng Kinh Thánh chép rằng là Ngài chỉ ban ơn cho người khiêm nhường cơ mà. Thì chúng ta phải đi từ vị trí đó chứ vị trí nào nữa. Không lẽ bây giờ chúng ta đi tu? Nhiều người bảo thôi giờ mình đi tu để được ơn. Tôi nó không có tu luyện gì đây đó.
Trong Chúa không có tu luyện gì đó. Bao nhiêu những thế kỷ trước, Hội Thánh đã nghĩ ra một cái dòng gọi là dòng tu sĩ khắc khổ, vô trong núi tu luyện, thế giới thì đang chết chóc mà mình thì bắt đầu vô ngồi trong vách đá tu. Đúng không ạ? Đủ kiểu. Người ta nghĩ vậy để tìm kiếm ơn, để tìm kiếm thế này, tìm kiếm cái kia. Nhưng mà không, Chúa nói rất rõ trong Phi Rơ nhất chương 5 câu 5 câu 6 rằng cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy vâng phục theo các trưởng lão, hết thảy phải đối đãi với nhau, phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Rõ ràng là như vậy mà anh chị em. Rõ ràng như vậy mà. Cho nên chúng ta không thể nào có một cái cách khác nào nữa để cho chúng ta được ơn của Chúa đâu. Chúng ta phải bắt đầu từ sự khiêm nhường. Đấy. Nhưng bây giờ, căn cứ theo Kinh Thánh, thì làm thế nào để tôi khiêm nhường? Đó, đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải cùng nhau, đúng không ạ? Cùng nhau học hỏi. Đó, làm sao mà chúng ta khiêm nhường đấy? Anh chị em ơi, trong Kinh Thánh tôi muốn chia sẻ cho anh chị em có một cái cách để khiến chúng ta khiêm nhường. Nhưng cái cách này nó đòi hỏi chúng ta phải trả một chút cái giá. Không biết anh chị em có bằng lòng để nghe không? Phải trả một tí. À, Chúa đòi hỏi đó, phải trả một tí. Và nếu anh chị em bằng lòng thì chúng ta sẽ bắt đầu nó thôi. Còn nếu mình không bằng lòng thì khó lắm. Bây giờ mình có luyện kiểu gì đến chữ nữa, mình có giả đò mình khiêm nhường, giả đò mình khúm núm, giả đò mình cúi đầu gập đầu, tất cả mọi thứ đó tôi nói anh chị em chỉ bề ngoài thôi. Còn vấn đề Chúa muốn, trong đề anh em mình muốn là giải quyết bên trong. Trong Kinh Thánh á, vô số chỗ anh chị em đọc các thi thiên, các đời các vua, các đời của các tiên tri, họ luyện cái sự khiêm nhường của họ bằng sự kiên ăn. Cho nên anh em đọc trong Kinh Thánh, anh em sẽ thấy phải không ạ? Chúa luôn luôn nói câu hãy hạ mình kiên ăn cầu nguyện. Anh em thấy không ạ? Nó luôn luôn đi dính với nhau. Các ngươi phải kiên ăn hạ mình cầu nguyện. Sử ký nhì chương 7 câu 14. Còn nếu dân gọi bằng danh ta, sao anh chị em? Bằng lòng hạ mình, kiên ăn cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, thì Đức Chúa Trời sẽ hành động. Anh em thấy chưa? Cho nên tôi nói anh chị em á, Chúa là đấng tạo ra thân thể của tôi và bạn chị em. Chúa cũng là đấng tạo ra hồn của tôi và bạn chị em. Chúa cũng là đấng tạo ra linh của tôi và bạn chị em. Tôi nói anh chị em xác quyết một điều rằng chỉ có Chúa biết rõ bản chất thật của mỗi một chúng ta. Và chỉ có Chúa mới chỉ ra cái cách thật nhất của Ngài để điều chỉnh cuộc đời chúng ta. Thì để có một tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, chúng ta phải thực hành sự kiên ăn. Sự kiên ăn. Đó. Tôi cho rằng không có cái người nào kiên ăn mà còn có thể kiêu ngạo được hết á. Nhất là kiên ăn sau ngày thứ ba rồi. Thôi, bò lê bò càng để không có kiêu căng gì nữa. Đến ngày thứ ba rồi, chân tay nhấc lên không nổi, xương khớp nó kêu rắc rắc. Con bây giờ con nhấc cái tay lên còn không nổi, còn kiêu ngạo cái gì. Nhiều khi tôi nói, Chúa ơi, con ngồi dậy khỏi cái giường mà nó còn cứ lay quay thế này thì kiêu ngạo cái gì vậy cha? Tôi không biết là bây giờ cái cớ gì để kiêu ngạo được nữa. Mình thấy con người mình nó yếu gì đâu mà tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ có một ngọn gió nó thoảng qua là cũng ngã luôn. Đi ra, mở cửa đi ra mà đụng phải cái vách cái là liễn xiển muốn ngã luôn. Đó, thì kiêu ngạo cái gì? Không còn cái gì để kiêu ngạo được hết. Còn đến ngày thứ bảy là như bộ xương di động rồi. Thì thôi, khỏi luôn. Khỏi kiêu căng kiêu ghét gì. Tôi đảm bảo với anh chị em nha. Đến ngày thứ bảy á, anh chị em không còn thích kim cương vàng bạc, không còn thích một cái gì trên đời, không còn thích nhà lầu chứ không thích. Chỉ thích coi gì đút vô một chút cho con nó thở được chứ mà. Thích mọi đời. Nó hấp dẫn lắm anh chị em ơi. Tôi chia sẻ thật ra cho anh chị em như thế để anh chị em thấy. Cho anh em thực hành đi chị thấy. Đó là cách luyện sự khiêm nhường. Để thấy mình nhỏ bé dường.
để thấy mình thật sự nó yếu ớt đến giường nào, để thấy mình thật sự cần Đức Chúa Trời đến giường nào. Anh chị em ơi, Ngài cất hơi thở của mình một chút thôi, chết liền. Chết liền, tức khắc liền. Đó đó. Cho nên đây là từ kinh nghiệm thực tế cũng như từ trong Kinh Thánh. Tôi nói với anh chị em rằng chúng ta cần phải như vậy. Tôi đọc cho anh em trong Thi Thiên số 69 từ câu 6 đến câu 10. Đây là kinh nghiệm của David nè. Kinh nghiệm David. Hỡi Chúa Giê-hô-va vạn quân, nguyện những kẻ trong đời Chúa chớ bị hổ thẹn vì cớ tôi. Đức Chúa Trời của Israel ơi, kẻ nào tìm cầu Chúa chớ bị sỉ nhục tại việc tôi. Ấy là vì Chúa mà tôi đã mang nhút nhơ và bị sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho con trai mẹ tôi. Vì sự sốc sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, thì điều đó cũng trở nên sỉ nhục tôi. Đây là tâm trạng của một người hạ mình. Và ông nói gì nữa? Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi. Linh hồn, phần hồn của chúng ta là cái phần mà nơi đó sự kiêu ngạo nổi lên. Ý chí của tôi, cảm xúc của tôi, quyết định của tôi, sức lực của tôi, trí khôn của tôi, sự thông minh của tôi, cái gì cũng tôi. Nó xuất phát từ phần hồn. Thì Thiên David nói sao anh chị em? Tôi khóc và nhịn ăn để làm gì? Để ép linh hồn tôi. Tôi nhịn ăn để linh hồn tôi phải bị đưa vào trong khuôn khổ. Đây là cách duy nhất. Anh chị em đã từng uống cái cây chưa? Một cái cây bonsai mà muốn chơi cho nó đẹp, người ta phải uống nó. Đôi khi là phải bẻ nó cong rồi bắt đầu lấy sắt lấy kiên uống thiệt. Chứ không là nó mọc ở đâu nó mọc à. Nó muốn đâm thế này nó đâm, mà nó muốn đâm thế này nó đâm. Đố anh em điều khiển được cái cây à. Ngoại trừ uống nó. Thì tôi muốn hỏi cả hội chúng, tất cả những anh em trên mạng, anh chị em uống nắng hồn của anh em bằng cách gì? Trong khi nó được sinh ra từ đất, nó được nhiễm trong tội lỗi và sống trong tội lỗi, như Thi Thiên David chép: tôi hồi thai trong tội lỗi, mẹ tôi đã sinh tôi ra trong tội lỗi, tôi hư từ trong lòng mẹ. Phải không anh chị em? Hư từ trong lòng mẹ. Vậy thì mình phải có cách uống chứ. Phần hồn của chúng ta phải uống nắng trước khi Chúa có thể sử dụng. Và để uống nắng nó thì chỉ một cách thôi, nó có thể thuần phục. Một cách duy nhất nó có thể thuần phục thôi, đó là anh em phải khóc, nhịn ăn và ép linh hồn uống nó theo cái điều mà lời của Đức Chúa Trời muốn. Ép nó thuần phục, ép nó nhường vinh hiển cho Chúa, ép nó phải sống phụ thuộc vào Chúa, ép nó phải ý thức rằng nó thuộc về Chúa, nó phải đầu phục Chúa, nó phải đi theo Chúa, nó phải nghe Chúa. Nếu chúng ta có cái kỷ luật đó, tôi nói anh chị em, chúng ta bắt đầu khiêm nhường. Bắt đầu khiêm nhường, đó là cái sự khiêm nhường trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa. Có thể người ta thì nói ông này kiêu ngạo, ông này thế này nọ, nhưng đó là người ta, đôi khi người ta chưa hiểu thế nào là khiêm nhường. Thì người ta nói thế, cái điều đó không quan trọng, anh chị em đừng quan tâm. Quan tâm rằng tôi có khiêm nhường trước Chúa hay không. Đó là quan trọng. Mà người khiêm nhường trước Chúa là người có kỷ luật thuộc linh. Biết kiên ăn ép linh hồn, khóc lóc trước mặt. Biết đầu phục. Đó là cách. Còn ngoài ra, căn cứ theo Kinh Thánh, tôi không biết cách nào khác để chúng ta có thể rèn con người mình được. Khó vô cùng. Vô cùng khó. Không cách gì hết. Nói vậy thôi đó anh chị em. Con người xác thịt bên trong chúng ta không phải dễ dàng thuần phục đâu. Không phải đâu. Như anh chị em nhớ trong năm 2016 đó, sứ đồ Ilunga có qua và ông chia sẻ một bài giảng rất hay, tôi vẫn nhớ. Ông nói rằng mỗi một chúng ta đó có những con thú bên trong. Con thú á. Đúng không ạ? Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người cuối cùng. Ngài tạo dựng ra trời đất cây cỏ, xong Ngài tạo dựng ra thú đồng, Ngài tạo dựng ra
sư tử rắn rồi mèo chó xong xuôi hết rồi, Ngài tạo dựng con người. Con người là tổng hợp. Cho nên khi con người sa ngã và Adam được ban cho quản trị, nhưng khi con người sa ngã rồi thì mỗi một chúng ta có những con thú bên trong. Ai đó có con hổ bên trong, ai đó có con sư tử bên trong. Nhưng khi anh chị em mở chuồng rồi nó mới gầm gừ lên, đúng không? Nó bình thường vậy, nhưng mà khi con sư tử bên trong anh em nó hiện ra rồi căng ấy. Anh chị em có nghe nói là sư tử Hà Đông không? Đó, anh em có bao giờ sống với sư tử Hà Đông chưa? Ai, cả người nam nào ở đây sống với sư tử Hà Đông chưa? Đấy, thấy rất rõ những con sư tử hiện ra. Bình thường nó hiền như mèo vậy đó, đúng không ạ? Nhưng gặp chuyện thì nó biến thành sư tử. Cho nên mỗi một chúng ta có thể có con mèo, con chó, con sư tử, con rắn, con hổ, con voi, con hươu, con đủ thứ con nó sống bên trong. Và tôi nói với anh chị em rằng Chúa ra lệnh cho anh chị em mình phải quản trị những con đó, đúng không ạ? Chúa ra lệnh cho Adam phải quản trị những con đó. Còn nếu chúng ta thả cho nó đi rong thì nó sẽ cắn người, lại giết chết đời sống. Đó là hình bóng của một đời sống xác thịt. Cách chúng ta quản trị những con đó là gì? Kiên ăn ép linh hồn, kiên ăn để đào tạo những con thú đó. Đó, anh em nhìn thấy những gánh xiếc, anh em sẽ thấy ôi con hổ khổng lồ như thế này mà đi theo ngon ngọn theo cái ông điều khiển, phải không ạ? Con voi to trầm dâm như thế này mà ông bảo cái là quỳ xuống liền. Tại sao? Thuận phục rồi. Còn bình thường vô rừng mà bảo nó ăn cái như thế, nó đá một phát cái dăng lên ngọn cây liền, đúng không ạ? Đấy là hoang dã, đấy là hoang dã. Cho nên tôi nói trong mỗi một chúng ta có những con thú, nhưng đừng để nó sống hoang dã anh chị em ha. Đừng để nó sống hoang dã, phải thuận phục nó, phải đào tạo nó, phải uống nắng nó bằng cách gì? Kiên ăn ép linh hồn. Đó là cách từ từ từng bước chúng ta sẽ thuận phục. Và con người chúng ta sẽ được điều chỉnh trở lại theo ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, đó là cái điểm khởi đầu. Và như chúng ta nhìn thấy, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta làm được điều đó bởi vì Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta với một sứ mạng rất cao cả. Chứ tự nhiên là mình xin ơn chứ, khiêm nhường chứ vậy, gia ơn làm gì? Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị cho chúng ta với một sứ mạng cao cả. Chúng ta là những đại sứ giải cứu cho thế giới hư nát đổ vỡ này. Chúng ta là những cứu tinh, những con người mà Chúa tái sanh, có nghĩa là được gửi lại từ trời, đang sống trên đất này. Như tôi đã nói, chúng ta là người trời sống trên đất này với một sứ mạng. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, đó là dùng phúc âm để đi hòa giải thế giới này, dùng phúc âm để chữa lành và đuổi tà linh. Và tôi mường tượng trong thế giới sau cùng, những ngày sau cùng. Anh chị em à, không phải là những đại sứ riêng lẻ nữa, mà là những hội thánh giải cứu. Chúa dựng lên những hội thánh, những tập thể, những con người để đi chữa lành, đi giải cứu, đi giúp đỡ, đi khiến kẻ chết sống lại, người mù được thấy, người què bước đi, người đau khổ, người giam cầm được mở ra. Và cả hội thánh, nhiều hội thánh sẽ làm công tác này với sự sức giàu. Đó là nhiệm vụ. Cho nên anh chị em thấy, nhìn thế giới phải không? Người ta nói là quỷ ma làm gì có, người ta dạy con người ta như thế, nhưng mà không, tà linh là có thật, chắc chắn là có thật. Còn ai không muốn tin là nó có thật thì hãy mời đến hội thánh nhà muôn dân để thấy nó có thật, đúng không? Nó có thật đó, nó nói, nó la, nó hét, nó hành hạ con người, nó trói buộc con người, có thật đấy. Cho nên chúng ta không phủ nhận, không thể phủ nhận cái điều mà đang có thật. Và thế giới vô thần ngày hôm nay, người ta dạy những điều vô thần, người ta dạy trong trường học những điều vô thần, người ta nói với trẻ con rằng không có thần thánh gì cả. Nhưng mà tao nói đó là sai lầm, vì mình dạy vô thần, mình đang tạo ra một khoảng trống tâm linh vô vọng trong đời sống của người. Người ta không biết bám vô đâu. Người ta dạy người ta là sống cuộc đời chỉ có biết ăn uống, tạo ra công việc rồi ngủ rồi chết. Thế còn hồn với linh người ta rồi đi lang thang chơi à? Có đâu. Cho nên cái khoảng trống tâm linh của thế giới vô thần đang tạo ra đó, hiện nay đang tạo ra một cơn đói khát trong dân chúng. Dân chúng đang đói khát Đức Chúa Trời. Dân chúng đang muốn chạm đến Đức Chúa Trời. Dân chúng đang muốn Đức Chúa Trời giúp đỡ họ
cho họ biết Chúa. Thấy anh chị em, thế giới đang đi đến cái chỗ đó. Thế giới đang đi đến cái chỗ mà người người sẽ chạy đến tìm Chúa. Giống như một tiên tri đã nói, đến một ngày người ta khát không phải vì khát nước, người ta đói không phải vì đói bánh, mà đói khát được nghe lời của Đức Chúa Trời. Sự thật là như thế anh chị em. Người ta bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ thời gian, bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến và nói cho tôi nghe lời của Chúa. Tôi cần Đức Chúa Trời, tôi cần lời của Ngài vì đời sống của tôi tan tành hết rồi. Tôi cần sự phục hồi. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là như thế mà. Và trên thế giới hiện nay nó cũng vậy. Anh em mình không theo dõi không biết thôi. Nhưng mà lúc mình đang như thế này thì vẫn có những đại hội hàng ngàn, hàng triệu người vẫn đang diễn ra. Đem phúc âm cho họ, đem hy vọng cho họ, đem chữa lành cho họ, đem sự tự do giải cứu cho họ. Đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhìn nhận sự thật, phải không ạ? Đấy. Nhưng tôi nói anh chị em điều này nè. Chúng ta là đại sứ, hội thánh là đại sứ. Nhưng có những nan đề, có những vấn đề mà thật sự chúng ta bất lực. Tôi biết, ông biết anh chị em có kinh nghiệm đó, điều đó chưa? Mà có những vấn đề chúng ta bất lực. Có những con quỷ nó cung đầu nó không chịu ra. Có những căn bệnh mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Khi chúng ta nhìn vào chức vụ Chúa Giê-xu thì chúng ta đọc thấy rằng tất cả mọi người bệnh, mọi người quỷ ám mà người ta dẫn đến Chúa Giê-xu thì Kinh Thánh chép rằng tất cả đều được chữa lành và giải cứu hết thảy luôn. Đó đúng không ạ? Vì Chúa Giê-xu được sự sức dầu không chừng mực từ Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta có giới hạn của chúng ta. Trong chức vụ, tôi đã từng chạm trán với những sự thất vọng đó. Có những buổi truyền giảng, có những buổi bồi linh, tôi đi về mà lòng rất là nặng trĩu. Mặc dù mọi người thì vui mừng nhảy múa, nhưng mà lòng tôi vẫn cứ không cười được. Bởi vì còn đó, những con người bại liệt chưa đứng dậy đi. Còn đó những con người bại não vẫn nằm co quắp như thế này. Còn đó những con người bị tà linh hãm ép, nằm sụi lơ như cọng bú như thế này. Chưa giải quyết được. Có đúng không anh chị em? Cái đó là thực tế mình phải nhìn nhận. Cho nên luôn luôn chúng ta phải thấy rằng mình vẫn còn thiếu ơn. Đúng không ạ? Thiếu ơn. Chúng ta phải cần thêm ơn hơn nữa. Đấy là chỗ mà chúng ta cần phải tiếp tục hạ mình. Tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục xin Chúa, tiếp tục nói với Chúa rằng Chúa ơi, giúp con, giúp hội thánh, giúp anh em con có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đại sứ mà Ngài giao ban. Chúng ta không thể tắc trách, chúng ta không thể nào mà cảm thấy có thể bình an trước những cái điều đau khổ của con người. Không thể. Đó anh chị em. Cho nên nếu tôi và bạn chị em phải đang vật lộn với những cảm xúc như vậy, thì đây là chỗ mà chúng ta cần tiến tới. Đó là gì? Chúng ta cần gia tăng. Đừng dừng lại. Đừng thỏa mãn. Đừng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không đâu. Đức Chúa Trời vẫn còn rất nhiều thứ để ban cho chúng ta. Để chúng ta có thể làm được những điều lớn hơn, mạnh hơn, bao quát hơn, và giúp đỡ được nhiều người với những nan đề khó hơn. Đấy. Ung thư phải được chữa lành. Không những chữa lành mà phép lạ phải xảy ra. Những người què cụt tay cụt chân, tay chân phải mọc ra. Những người mù không có đồng tử mắt, mắt phải lòi ra. Đúng không ạ? Mắt nó phải mọc ra. Những phép lạ đó chúng ta đã từng thấy rõ ràng, đọc trong lịch sử rõ ràng ở những năm 48, 50 gọi là phong trào tiếng nói chữa lành. Tôi đọc rất nhiều sách tôi biết. Và Chúa trong quá khứ thì cũng là Chúa của chúng ta trong hiện tại này. Amen chứ. Chúa có thay đổi đâu. Chúa Giê-xu hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Thế thì trong thời đại chúng ta, tại sao chúng ta không dám mơ ước những phép lạ diệu kỳ như thế đang xảy ra? Đúng không anh chị em? Chúng ta cần được Chúa trang bị. Giống như câu chuyện ở trong Kinh Thánh đó, ban quyền phép cho 12 sứ đồ đi chữa lành giải cứu. Nhưng mà đứng trước cái con quỷ động kinh, phải không ạ? Cái ông mà có đứa trẻ động kinh đó,
ông đem đến, xong các môn đồ bảo ra cầu nguyện gì mà tốt mọi hồn rồi mà nó vẫn cứ đóng kín. Thế thì ông cha nói là thấy Chúa từ trên núi xuống cả là chạy đến với Chúa ngay. Ông cha nói: Chúa, thầy ơi, giúp tôi. Tôi đem con của tôi đến rồi nhưng mà các môn đồ ngày thầy không giải quyết được. Tôi nghĩ Chúa Giêsu rất là thất vọng vì các môn đồ của mình là những người đã được ban ơn, ban thẩm quyền. Thế Chúa mới quở trách đá, Chúa nói: Hỡi cái dòng dõi vô tín ít đức tin kia, ta phải ở với ngươi cho đến bao giờ? Cho nên tôi nói nếu như chúng ta cảm nhận mình thiếu hụt đức tin, thiếu hụt ơn, mà lòng mình không khao khát, thì tôi nói anh chị em, Chúa Giêsu rất thất vọng về cuộc đời của chúng ta. Dám khẳng định với anh chị em điều đó, đó. Ai trong chúng ta mà lại thỏa mãn với một chút ơn của mình, thì tôi nói luôn là Chúa Giêsu rất thất vọng về người đó. Không đâu. Chúa muốn ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Vì Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Ngài muốn chúng ta được ơn nhiều hơn. Mỗi ngày phải nhiều hơn. Năm sau phải nhiều hơn năm này. Tháng sau phải nhiều hơn tháng này. Để chúng ta giúp đỡ thế giới này. Anh em khao khát đi. Tôi tin như thế. Và tôi sống theo nguyên tắc đó. Tôi luôn luôn nói với Chúa: Chúa ơi, con cần nhiều hơn. Hội thánh nhà muôn dân cần nhiều hơn. Chúa chỉ cho con đường. Chúa chỉ cho con cách. Bằng bất cứ giá nào, con sẽ nghe theo. Trả bất cứ giá nào, con sẽ nghe theo. Để Chúa ơi, trên đất nước Việt Nam này, con muốn thấy một ngày nào đó, không xa, tất cả những người đột quỵ, bại liệt, bại não, sụi tay, sụi chân, đem đến hội thánh, đứng dậy, nhảy múa, chạy về nhà hết. Trời ơi. Wow. Tôi nhắm mắt, tôi tưởng tượng cái cảnh đó, tôi nói đó là ngày hội của đất nước chúng ta đó. Tình trạng đó rất là nhiều. Phải như thế mới được. Phải như vậy mới được anh chị em. Rồi một ngày nào đó nữa, bước vô cổng nhà thờ không thấy người đâu mà thấy cái hòm đựng đầy người chết nằm ở đây. Đúng không ạ? Rồi là người ta bỏ hòm lại người chết đó, mặc quần áo đi về. Người chết sống lại mà. Tại sao chúng ta không dám tin điều đó? Anh em coi clip trên YouTube chưa? Một mục sư ở châu Phi, người ta đem đến 7 cái hòm với 7 xác chết. Rồi cầu nguyện người chết đùng dậy chạy lang thang ở dưới bục giảng này. Rồi 7 cái hòm bỏ lại, 7 người chết sống lại đi về. 7 người một lúc. Nếu Chúa làm được ở châu Phi, tại sao Chúa không làm được ở Việt Nam? Amen. Tôi tin hết. Anh chị em có tin hay không? Không biết. Tôi tin luôn. Chúa sẽ làm được. Amen. Chúa không làm được. Không ạ. Chúa của TB Joshua cũng là Chúa của chúng ta. Chúa của Eli cũng là Chúa của chúng ta. Chúa của Elise cũng là Chúa chúng ta. Anh em biết Elise không? Khi ông chết rồi, chôn rồi trong cái hầm mộ á, người ta đem xác một người chết quẳng vô, vừa đụng đến xương ổng cái là người chết sống lại đi. Cái sự sức dầu mà nó thấm vô trong xương tủy của ông Elise luôn. Chết rồi còn cái xương thôi cũng cứu được người khác. Tuyệt vời. Nên đôi khi là chúng ta phải dám mơ ước đến những cái chuyện đó. Người bình thường bảo là mấy ông này hoang tưởng, phải không ạ? Nhưng Chúa chúng ta không có hoang tưởng. Chúa chúng ta là thật. Chúa Giêsu khiến cho người chết sinh chết thối, Lazarus sống lại sau 4 ngày là thật. Không có gì là không được, phải anh chị em? Vì vậy, đừng bao giờ thỏa mãn. Trước những vấn đề mà mình bất lực, hãy về quỳ gối trước Chúa. Tiếp tục thưa với Ngài. Và Chúa sẽ chỉ cách. Các môn đệ khi bất lực trước ông người đàn ông có đứa con động kinh, thì khi Chúa Giêsu giải quyết xong, các môn đệ về tỉ tê với Chúa: Chúa ơi, thế sao mà chúng con lại đuổi không được mà Ngài chỉ nói một lời là nó giải cứu được vậy? Các môn đồ muốn biết điều đó. Cho nên cái điều đáng trách đối với mỗi chúng ta là chúng ta không khao khát Ngài, không khao khát biết Ngài, không khao khát để tìm hiểu thêm. Chứ không phải là cái vấn đề là Chúa có ban cho hay không. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa sẵn lòng ban cho. Chúa giải thích ngay đó. Chúa nói đối với cái loại quỷ này nè, cái loại quỷ động kinh này nè, nếu không kiêng ngăn cầu nguyện thì không đuổi được. Anh em thấy chưa? Nếu không kiêng ngăn, không cầu nguyện kiêng ngăn thì không đuổi được cái loại này. Cho nên đây là cái cách giải thích của Chúa, đây cái chỉ đường của Chúa. Cho nên nếu như anh chị em cảm thấy mình yếu đuối,
cảm thấy mình bất lực trước một nan đề nào, một con quỷ nào, một bệnh tật nào, hãy đến quỳ gối dưới Chúa Giêsu. Ngài luôn có câu trả lời cho anh chị em. Luôn có. Để chúng ta tiếp tục hành động. Tôi nhắc lại, thế giới đang đổ vỡ. Bệnh tật đau yếu, đủ thứ nan đề, từ trong gia đình, giường ngủ cho đến công sở. Và họ cần Chúa Giêsu. Chúng ta đừng nhốt Chúa Giêsu trong tấm lòng của mình. Đừng nhốt Chúa Giêsu trong bốn bức tường của hội thánh. Nhưng hãy để Chúa Giêsu được đồng hành cùng với chúng ta đến khắp mọi nẻo đường. Amen chứ? Tôi rất thích cái kiểu đó. Đời và đạo phải thực tế. Mình toàn cứ sống đạo trong bốn góc nhà thờ, còn ra ngoài đời thì đời không thấy đạo đâu. Thì người ta mới thấy là Chúa của các anh cũng thường thôi. Nhưng không, Chúa chúng ta không thường. Chúa chúng ta vĩ đại vô cùng. Cho nên tôi muốn tất cả anh chị em mình có điều đó. Những khó khăn. Vậy thì bây giờ, cách để chúng ta đắc thắng là gì? Trước mọi nan đề là gì? Đời sống chúng ta phải là một đời đắc thắng. Trước khi chia sẻ về cái điều đó, tôi muốn đọc một đoạn kinh thánh cho anh chị em mình cùng nghe. Đoạn kinh thánh này được chép ở trong Sử Ký Nhì chương 20. Sử Ký Nhì chương 20. Để chúng ta nhìn thấy được cái bức tranh. Và khi mình nhìn được cái bức tranh này, chúng ta có thể đem áp dụng cho đời sống cá nhân của mình. Riêng tôi cũng áp dụng cho đời sống cá nhân của tôi. Mỗi một ông bà anh chị em mình áp dụng cho đời sống cá nhân của mình. Và chúng ta sẽ được Chúa chỉ dẫn để tiến tới một đời sống đắc thắng. Giống như nãy tôi giải thích á. Đắc thắng có nghĩa là chiến thắng cộng với chiến lợi phẩm. Đó là đắc thắng. Chứ còn chiến thắng rồi mà tan hoang như Ukraine thì tôi không thích. Chiến thắng gì mà tôi nhìn cái thành phố. Tôi nhớ năm 91 tôi đến Kharkov, nó đẹp như mơ. Tôi đến Kherson, nó đẹp như mơ. Tôi đến Odessa, đẹp thôi rồi luôn. Bây giờ tôi nhìn lại trên YouTube, tôi thấy ôi thôi, cái nghĩa địa Việt Nam nó còn đẹp hơn. Chả còn cái gì cả. Không, đời sống chúng ta không sống đời sống như vậy. Chúng ta sống một đời đắc thắng. Mỗi chiến thắng của chúng ta là ơn được nhân lên. Mọi chiến thắng của chúng ta là sự thịnh vượng được nhân lên. Mọi chiến thắng của chúng ta là về niềm vui được nhân lên, bình an nhân lên, sức khỏe nhân lên. Amen chứ? Đó là cách chúng ta. Cách chúng ta và tôi và bạn chị em sẽ đi theo cách đó. Thì bây giờ tôi sẽ khởi sự đọc anh chị em nghe từ câu 3 đi ha. Cái đây là cái trận chiến của ông vua Giô-sa-phát. Ông vua Giô-sa-phát này, ông đang đứng trước một cái nan đề. Là kẻ thù đang muốn hủy diệt đất nước ông. Kẻ thù của ông thì mạnh vô cùng. Nhìn nó là thấy khiếp sợ rồi. Giống như là dân Israel ngày xưa mà nhìn Goliath vậy đó. Sợ. Thì khi ông nghe tin nó tấn công ông. Thì kinh thánh chép rất thật. Kinh thánh chép thế này. Giô-sa-phát sợ hãi. Rất thật. Sợ thì nói sợ. Không có dùng cái thuật ngữ gì khác hết đó. Sợ nói sợ sao đâu. Sợ thì nó sợ, Giô-sa-phát sợ hãi. Nhưng ông khác chúng ta là gì? Rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Đó, cái khác là chỗ đó. Chúng ta sợ thì chúng ta chui vào gầm giường chúng ta trốn. Nhưng mà Giô-sa-phát sợ thì ông gì? Rắp lòng tìm cầu Chúa. Đây là cái khác. Cái khác của một người sống đắc thắng. Người sống đắc thắng là cái người mà trước nan đề, trước quân thù, trước sự sợ hãi, trước cái nan đề quá lớn, trước sự bất lực, chúng ta tìm Chúa. Đó là cái khởi đầu của người đắc thắng. Rồi sao ạ? Tiếp theo. Và gì? Ông rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Anh chị em thấy chưa? Tôi nói với anh chị em, vua mà rao ra kiêng ăn, đố ai mà dám ăn ấy. Giờ hội thánh này rao ra kiêng ăn thì chắc là mấy anh em vẫn mở tủ lạnh như thường. Nhưng mà cái vua nó có cái hay. Vua mà rao ra kiêng ăn thì đố ai mà dám trái lên. Giống như ông vua Ninive là tôi thích ông vua đó. Ông rao là 3 ngày kiêng ăn kiêng uống. Mà ông rao là ông nói như thế này: kể cả chiên bò gà lừa không cho ăn uống gì cả. Cái này tôi nghĩ lại tôi thấy nó cũng giật mình.
Bởi vì bản thân mình kiêng ăn rồi, sức lực đi run rẩy rồi mà đi còn chặn mấy cái con đó nữa thì thôi rồi. Mà mấy con đó nó muốn mổ, muốn ăn cái gì là tự nó chứ. Chặn sao được. Thế mà ông ra lệnh là cấm không được ăn uống chi hết. Chiên bò gà lừa luôn, kiêng luôn. Công nhận cái quyết tâm này thật sự là quyết tâm. Một cái trả giá rất là tuyệt vời cho cái đắc thắng của một đời sống mà chúng ta muốn. Cho nên tôi nói anh chị em một lần nữa là có những cái giá phải trả. Sự cứu rỗi là miễn phí. Nhưng để giữ và gia tăng sự sức giàu phải có trả giá. Chúa không chọn cái người hời hợt. Chúa không chọn cái người coi thường ơn của Ngài. Chúa không chọn cái người đánh giá thấp ơn của Ngài. Chúa cũng không chọn cái người mà sao cũng được. Đời sống tôi sao cũng được, không có đâu. Đức Chúa Trời chúng ta rất khôn ngoan. Ngài tìm những người nghiêm túc. Ngài tìm những người trung tín. Ngài tìm những người yêu Ngài và đánh giá ơn của Ngài. Biết vâng phục. Cho nên tôi nói anh chị em, mai mốt mà hội thánh rao ra một ngày kiêng ăn, tôi ước ao anh chị em tham gia 100% được không? Đó. 100% tham gia một ngày kiêng ăn, tìm kiếm Chúa. Trước những vấn đề, những cái điều mà chúng ta cần đắc thắng sắp tới. Chúng ta khát khao những con người bại liệt bại não, những con người chết, những con người bị ma quỷ uống bùa rồi, các thứ vô phải được mở trói. Đức Thầy thì chúng ta phải hạ xuống. Dạ, rồi. Thế thì bây giờ câu tiếp theo, Giuđa nhóm lại, đúng không ạ? Cầu nguyện, ăn năn sám hối vân vân và vân vân. Đó. Rồi, sau đó tôi đọc tiếp ở phía dưới. Thì ông Giô-sa-phát ông nói ông cầu nguyện như thế này: "Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đón chúng nó sao?" Ý là ông mời Đức Chúa Trời bước vào hoàn cảnh của ông. Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hạm đánh chúng tôi. Và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa. Wow! Một ông vua mà nói cái lời này, tôi nói thật sự nó rất cảm động. Rất cảm động. Có cái vị lãnh đạo nào mà nói được câu này không anh chị em? Hiếm. Trên đời này triệu phú, tỷ phú, quyền cao chức trọng, người nọ, người sang, người giàu, người đẹp, người thì đây. Nhưng mà cái người hạ mình như người này hiếm lắm. Rất hiếm. Ông nói rất rõ là tôi không còn sức gì để đối lại với cái đám quân đông đảo này cả. Hết rồi. Mặc dù ông có binh lính, mặc dù ông có quyền, có đất nước, có đầy đủ mọi thứ, có quân đội, nhưng mà ông nói tôi không đánh được. Và chúng tôi cũng không biết luôn điều gì mình phải làm. Đúng là thua rồi, không biết làm gì. Nhưng chỉ có một điều là gì? Con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa. Đó. Đây là bí quyết. Ngửa trông Chúa. Tôi trở lại về vấn đề kiêng ăn. Đôi khi chúng ta kiêng ăn á, là để đòi Chúa làm một cái gì đó. Các bạn, thường là vậy đó. Ngày xưa lúc tôi còn trẻ tôi cũng hay bị đó. Bị cái lỗi này. Chúa ơi, bây giờ con cần phải có điều này, cho nên con hạ mình cũng kiêng ăn. Chúa ơi, cho con ở đây nha, con đang kiêng ăn đấy. Chúng ta đòi Chúa phải đáp ứng cho mình nhu cầu. Giống như là một đứa nhỏ mà đòi mẹ nó phải mua bánh cho nó. Kiểu vậy đó. Nhưng anh chị em à, cái đó đó, nó đang là sự ảnh hưởng vô hình của cái thế giới mà chúng ta đang sống. Là cái thế giới mà nó trao đổi mọi sự. Nó rất là thực dụng. Cái thế giới thực dụng này, nó đã tiêm nhiễm vào chúng ta và nó khiến cho đời sống tâm linh chúng ta cũng bắt chước nó luôn. Trong khi Kinh Thánh chép rằng đừng rập khuôn theo đời này. Nhưng biết ý tôi muốn nói gì không? Ví dụ như bây giờ anh chị em có một người bạn rất là lâu rồi, không gặp gỡ, không liên hệ gì cả. Nhưng mà tối nay tự nhiên nghe điện thoại nó reo là anh em biết nó muốn cái gì rồi. Có tiền không cho tao mượn tí. Thì đó, thực tế nó như thế mà. Có đúng không? Thực tế nó như thế. Tức là chúng ta chỉ chạy đến mối quan hệ vì muốn nhờ vả cái gì đó. Chứ chúng ta không đến với mối quan hệ vì tình cảm, vì yêu mến, vì yêu thương. Vì là tôi muốn có cái mối bạn bè tri kỷ với anh. Tôi muốn kết giao trong cuộc sống. Lâu lâu tôi đến thăm nhà anh, 2-3 tuần tôi đi ghé anh ngồi uống cốc trà hàn huyên với nhau là tôi mừng, tôi vui. Cái thời xa xưa đó,
thì bây giờ nó hiếm lắm anh chị em. Anh chị em công nhận với tôi điều đó không? Xã hội nó đổi thay, cái lý thuyết thực dụng nó đã chiếm hữu con người chúng ta. Chúng ta chỉ tìm đến với nhau để nhờ vả cái gì thôi, còn hết nhờ vả rồi thôi. Tôi lặn 365 như tàu ngầm kilo của Nga còn thua luôn. Lặn luôn, không biết gì nữa. Nhưng anh chị em à, Chúa rất buồn khi chúng ta đến với Ngài theo cách đó. Tôi nói lại, đạo Chúa không phải là việc làm, không phải là trao đổi, đạo Chúa là mối quan hệ mà. Cho nên mỗi lần kiêng ăn đó, chúng ta đừng có nói Chúa ơi, Chúa hỡi cho con cái này, cho con cái kia, không. Chúng ta kiêng ăn không phải tìm tay Chúa mà tìm mặt Chúa. Chúa ơi, con kiêng ăn để con được chìm trong sự hiện diện yêu thương của Ngài. Ngài đến đây với con là con thỏa lòng rồi. Và trong mối quan hệ đó đó, Chúa sẽ gia cho chúng ta ơn theo tùy ý Ngài muốn. Anh em hiểu ý không ạ? Không phải tôi muốn, Thánh Linh muốn, không phải tôi muốn. Anh em thì tôi với anh em nói thành thật mà nói, con người xác thịt mình, ai mà chả muốn cái gì đó rất là vĩ đại muốn hết, chính ân tứ Thánh Linh muốn hết. Có chừa ơn nào đâu. Đúng không ạ? Tôi muốn làm phép lạ, tôi muốn người chết sống lại, tôi muốn đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa muốn thì tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy anh chị em, ngay cái chỗ này, khi chúng ta kiêng ăn thì con mắt chúng ta nhìn chăm. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Con mắt là nơi giao tiếp của tình cảm, thiện cảm. Con mắt nói lên mối quan hệ. Anh em thử đi, sẽ thấy. Anh em nhìn mắt một con người, anh em sẽ đọc được liền à. Anh em đọc được là anh đối diện với mình là lưu manh hay là thịt, là người bình thường. Nhìn mắt biết gì đâu. Đúng không ạ? Chúa muốn chúng ta nhìn vào mắt Ngài với một tình cảm sâu xa. Anh em bỏ 3 ngày kiêng ăn, 7 ngày kiêng ăn, 10 ngày kiêng ăn, 40 ngày kiêng ăn, chỉ là tạo mối quan hệ với Chúa. Trong sự gần gũi với Ngài, tìm kiếm Ngài, đâm thấm trong Ngài. Sắp tới tôi sẽ phát hành quyển sách Dâm thấm trong Thánh Linh. Cho anh chị em nhớ lên sách nói nghe nha. Tôi nói cái quyển đó nó sẽ biến đổi cuộc đời của anh chị em khi mà anh chị em ở với Thánh Linh. Đó. Và tại sao thì chúng ta phải kiêng ăn nào? Khi chúng ta lại tìm mối quan hệ với Chúa nè. Tôi nói với anh chị em nè, nếu chúng ta không kiêng ăn thì những con sư tử, con hổ, con rắn, con voi nó không cho anh em nói chuyện với Chúa. Anh em hiểu ý không nói mà. Mấy con ở bên trong mình á, nó chạy lung tung. Anh em đang nói chuyện với Chúa thì con chó nó nhảy ra nó sủa. Anh em đang nói chuyện với Chúa thì con voi nó gầm nó đòi ăn. Con sư tử nó há miệng lên nó gì nó dọa. Cho nên chúng ta sẽ không thể nào có thể có một cuộc trò chuyện thân mật tình cảm với Chúa khi mà chúng ta không cầm giữ những con thú đó. Mục đích của sự kiêng ăn là tẩy sạch con người xác thịt của mình để cho mối quan hệ của chúng ta với Chúa được ở trong nơi kín mật, không bị quấy rầy. Anh chị em đã từng yêu đương chưa? Tôi cũng có chút chút rồi. Mà khi anh chị em nói chuyện với người yêu, anh chị em có muốn có một người nào đó bên cạnh không? Chắc chắn không. Ai thở đâu giờ mà đến nhà người yêu rủ người yêu đi chơi mà em trai của người yêu muốn đòi đi theo thì thôi căng rồi. Đó, anh em gặp tình huống đó chưa? Ngồi uống cà phê, cứ nó ngồi chính giữa thì nói được cái gì? Khó vô cùng. Và cuộc lãng mạn tự nhiên trở thành một cuộc phải nói là rất là tào lao, mất thời giờ. Và chúng ta với Chúa giống ý gì như vậy? Tôi nói với anh chị em mà nói chuyện với Chúa mà xác thịt nó xen vô thì đó không phải là thân mật và lãng mạn gì cả. Và mối quan hệ chúng ta với Chúa mãi mãi không thể mật thiết hơn, không thể tình cảm hơn, không thể sâu nhiệm hơn. Chúng ta không thể nghe Chúa rõ hơn được. Đó là lý do tại sao chúng ta kiêng ăn. Tôi nói lại một lần nữa, kiêng ăn không phải để gia tăng năng quyền. Nhiều người hiểu chỗ này mà tôi không bao giờ tìm thấy một chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng các con kiêng ăn đi để năng quyền nhận lấy quyền phép giáng lên. Không. Kinh Thánh nói rõ là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận quyền phép, chứ không phải kiêng ăn. Mà sao cứ giảng cái chỗ này tôi không hiểu. Mà tôi nói lại với anh chị em rằng chúng ta nhận quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng lên chúng ta.
Cái đó nhận được lúc anh em chịu bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta kiêng ăn là để xúc sạch con người này. Chúng ta kiêng ăn là để khai thông ống dẫn này. Chúng ta kiêng ăn là để không một điều gì bên trong chúng ta quấy rầy mối quan hệ chúng ta với Chúa. Và chúng ta với Chúa trở nên mật thiết hơn, trong sạch hơn, tín nhiệm hơn, thân mật hơn, khăng khít hơn. Và đi đâu cũng có Chúa đồng hành cùng, nói gì cũng có thể nghe được. Và bắt đầu trong cái mối quan hệ đó, Kinh Thánh chép rằng là Ngài yêu ai thì Ngài đến và tỏ Ngài cho người đó biết. Ngài gia ơn cho người đó, Ngài nhấc người đó lên, Ngài trang bị cho người đó, Ngài sung người đó vào quân đội của Ngài, Ngài cất nhắc người đó. Giống như Đa-nhiên đó, anh em thấy Đa-nhiên không? Ông Đa-nhiên ông kiêng ăn 21 ngày ông cầu nguyện, và Chúa phải sai thiên sứ Gabriel đến. Anh em đọc Đa-nhiên đi sẽ thấy, hồi đó mà có tổng thống nào trên 204 quốc gia này mà có đủ thẩm quyền để mời một thiên sứ nhỏ nhất của thiên đàng xuống đất á, tôi đó làm được á, không bao giờ làm. Nhưng Đa-nhiên và tôi và bạn cho em làm được điều đó. Cho em cầu nguyện và thiên sứ trên trời phải xuống. Và thiên sứ nói rằng là hỡi Đa-nhiên, ta xuống bởi vì ngươi rất được Đức Chúa Trời yêu. Cả đúng không? Ngươi là người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Cho nên là khi cầu nguyện là ta là thiên thần tổng quản lãnh, nhưng mà phải xuống để tiếp chuyện người. Anh em có thấy ở đời thật này có ông tướng nào xuống nhà anh chị em gặp anh chị em không? Không. Có ông tổng thống nào đến nhà anh chị em gặp không? Không. Có ông quan nào đến nhà anh chị em gặp không? Không. Nhưng mà khi anh chị em được ơn của Chúa yêu mến, mật thiết trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, thì đại diện cho thiên thần phải xuống gặp gỡ anh chị em. Bởi vì cha anh chị em sai họ xuống. Đó là cách chúng ta được ơn. Chúng ta được ơn bằng cách đó. Cho nên tôi nói anh chị em, hãy kiêng ăn có một động cơ đúng. Chúng ta gạt bỏ cái động cơ rằng là khi nợ mới kiêng ăn. À, nợ nần quá cho nên kiêng ăn. Thì thôi cũng được đi. Cứ cho như vậy là cũng tốt đi. Nhưng mà cũng nhờ cái nợ đó mà anh chị em mới kinh nghiệm được sự kiêng ăn. Không à, cũng tốt, chứ không vấn đề. Hoặc là khi bệnh mới kiêng ăn. À, bệnh quá kiêng ăn chết luôn á, tôi nói anh chị em. À, lúc bình thường khỏe này nên kiêng ăn nè. Để bệnh rồi kiêng ăn chết luôn. Bởi vì sức đâu nữa kiêng. Lúc khỏe này hãy kiêng đi. Em tôi khuyên anh chị em là hãy sớm thực hành đi ha. Còn đôi khi tôi thấy có người bệnh quá mới kiêng, kiêng chết luôn. À cười tốt quá con. Cảm ơn Chúa. Đấy. Cho nên là có những cái không ngon. Đúng không? Chúng ta phải thực hành. Nhưng mà tôi muốn nói lại anh chị em là cái động cơ chúng ta nó phải đúng. Nó phải đúng anh chị em ạ. Chúa luôn muốn làm điều này điều nọ cho chúng ta. Tình yêu của Ngài đối với chúng ta trước và sau khi kiêng ăn như nhau. Đâu phải anh chị em kiêng ăn Chúa yêu anh chị em nhiều hơn đâu. Không phải đâu, nhầm đấy. Nhưng mà khi chúng ta kiêng ăn thì cuộc trò chuyện thân mật của chúng ta với Chúa được gì á? Lãng mạn hơn, thầm kín hơn, thân mật hơn, tuyệt vời hơn, ảo diệu hơn. Tình yêu mà, nó phải như thế. Và bằng cách đó chúng ta dễ dàng vận hành trong cái điều mà Chúa sai phải. Cái điều quan trọng trong cuộc đời này không phải là chúng ta làm gì, mà Chúa sai chúng ta làm gì. Chúa chỉ chúng ta làm gì. Giống như tôi đứng giữa đại hội phải không ạ? Đâu phải tôi muốn làm gì tôi làm, mà phép lạ xảy ra. Tôi phải lắng nghe Chúa chứ. Đó, trong lòng tôi phải nghe. Ôi Chúa, giờ con muốn làm gì? Chúa muốn con làm gì? Và khi mình nói ra, mình hành động, thì Đức Chúa Trời hành động. Vì Ngài chỉ hành động theo những gì Ngài muốn thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải gì? Nương theo Ngài, lắng nghe Ngài, chạy theo Ngài. Và muốn có điều đó, tôi nói anh chị em, mối quan hệ của anh chị em với Chúa phải hết sức mật thiết. Hết sức mật thiết. Không có con đường nào khác. Amen. Rồi, tôi đọc tiếp câu Kinh Thánh này nha anh chị em. Tôi đọc tiếp câu Kinh Thánh này để cho chúng ta thấy được cái điều mà chúng ta muốn thấy. Sau khi ông nói như vậy, ông kiêng ăn, ông hạ mình rồi, thì bắt đầu Chúa cảm động những nhà tiên tri phán ngay. Đúng không? Anh em đọc ha. À, anh em đọc sẽ thấy nè. Đây. Bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Giê-hô-sa-phát con trai Sa-cha-ri mà phán rằng:
Hỡi các người Giu-đa và cư dân thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe, Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Trong trận này các ngươi chẳng cần gì tranh chiến, hãy cứ dàn ra, đứng yên lặng mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Hỡi Giu-đa, Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi, ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Wow, tuyệt vời. Sau khi tìm kiếm mặt Chúa xong, sau khi dâng của lễ cho Chúa xong, sau khi thờ phượng Chúa xong, sau khi hạ mình trước mặt Chúa xong, Chúa nói cái lời này, thì tôi đảm bảo với anh chị em, chiến thắng là chắc chắn 100%. Nhưng chiến thắng cũng chỉ là bước đầu, quân địch chết cũng chỉ là bước đầu. Nhưng tôi đọc cho anh chị em nghe cái cuối của một đời sống đắc thắng của vua Giô-sa-phát nè. Anh em đọc tiếp nha. Khi dân Giu-đa đến tháp canh, tôi đọc câu trước đi. Đương lúc chúng khởi ca hát ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Moab và những kẻ ở Si-ir đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Dân Ammon và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Si-ir, diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân Si-ir rồi thì chúng nó lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo thì thấy những thây nằm sải khắp đất, chẳng một ai thoát được. Vua Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có rất nhiều của cải, xác chết, đồ quý giá bèn cướp lấy đi, đến chừng đem đi không được. Họ đã cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Tôi muốn anh em suy ngẫm chỗ này. Giô-sa-phát có đánh mũi tên nào không? Giô-sa-phát có đem quân ra không? Không. Nhưng Giô-sa-phát đã giết sạch tất cả quân thù bởi vì Chúa Giê-hô-va ở cùng ông. Giô-sa-phát chiến thắng xong và Giô-sa-phát cùng dân đến thì của cải sao anh chép? La liệt. Và họ đi thu lượm về 3 ngày chưa xong. Tôi gọi đây là đời sống đắc thắng. Đánh quân thù xong, đem của về nhà, đó là đắc thắng. Đánh trận xong, gia tăng thêm tài sản, gia tăng thêm ơn tứ, gia tăng thêm niềm vui, gia tăng thêm đức tin, đó là đời sống đắc thắng. Em thêm, thấy không ạ? Nên nếu bây giờ Giô-sa-phát không đi theo phương pháp đó, Giô-sa-phát chiêu quân, mua vũ khí, tất cả mọi thứ bắt đầu cùng xông lên đánh với 3 quân này, cứ cho rằng là trận chiến ác liệt xảy ra, đánh chém giết tất cả, đốt tất cả mọi thứ, cuối cùng Giô-sa-phát chiến thắng, nhìn thành Giê-ru-sa-lem như một bãi đất hoang. Rồi xong luôn. Cái đó có phải đắc thắng không chị em? Giô-sa-phát có thể lúc đó phải mất 10 năm để khôi phục, chưa chắc đã xong. Giống như ngày hôm nay người ta đang tính, cho dù Ukraine có thắng đi chăng nữa thì Ukraine phải mất 200 năm để dọn tất cả các mìn đã gài ở trong đất nước của mình. Khủng khiếp không? Nhưng đó không phải là đời sống đắc thắng. Đời sống đắc thắng là đời sống để cho Đức Chúa Trời đánh trận cho chúng ta, để cho Đức Chúa Trời đem chiến thắng cho chúng ta, để cho Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, và Đức Chúa Trời sẽ tưởng thưởng cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những người đi theo sau lượm chiến lợi phẩm. Tôi thấy cái điều đó trong đời sống chức vụ của riêng tôi, nhất là cái việc chữa lành giải cứu, tôi thấy rõ lắm anh chị, rất rõ luôn. Tôi không có làm gì hết á. Tôi nói thiệt với anh chị em là tôi không làm một cái gì hết. Tôi chỉ đến, tôi nắm tay cái người bệnh, thậm chí đôi khi tôi không nhìn, tôi chỉ liếc nửa con mắt thôi. Tôi nhìn sơ sơ là ghi gì vậy thôi, và trong lòng tôi nói trời, Chúa làm để Chúa. Thế là 3 giây sau là thần Chúa giáng lên họ, đùng 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 đùng, quỷ ma la hét sùm, tất cả mọi thứ nôn ói đầu ra. Tôi có làm gì đâu, không làm gì cả. Đó là việc Chúa làm, đó là việc Chúa làm, Chúa đánh trận cho. Rồi cuối cùng lại là người ta đứng dậy, ta nói ô hallelujah, tôi khỏe, ô tuyệt vời này, nồng ói ra hết người, tôi bình an khỏe quá. Rồi Chúa làm, mình có làm đâu, mình không làm. Giống như ông Giô-sa-phát này, một người tìm kiếm Chúa, tôi chưa bao giờ thấy có ông vua nào đi đánh trận mà đem ca đòn ra trước. Không hiểu nổi, cho nên tôi bắt trước, mai mốt tôi đem ca đòn đi trước. Ca đòn cứ đi hát đi. Rồi sau đó là thần của Chúa cứ thế mà hành động. Cột rối đánh nhau, tất cả mọi thứ, tụi bay tự đánh với nhau, ma quỷ tự chiến đấu với nhau.
và giết chết sạch xong rồi tôi đi thu lượm chiến lợi phẩm. Thế thôi, chưa thấy một ông vua nào đánh trận kiểu ông vua này. Ai thở đời giờ, giữa ba quân mạnh mẽ cờ gươm giáo ngựa rồi đem ca đòn ra. Hallelujah này, nói chắc không, ông Giô-sa-phát này vừa mới biên hòa ông ra. Không hiểu rõ đúng không nhé? Nhưng những điều mà người thế gian này không hiểu thì đó là phép lạ của Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời. Đó là cách rất khích lệ để chúng ta có thể sống một đời sống đất. Cho nên tôi chốt lại sứ điệp ngày hôm nay. Anh chị em à, tôi chốt lại nha. Chúng ta được giao cho một nhiệm vụ rất, rất là quan trọng, rất là cao trọng, rất là cần thiết. Đó là đại sứ giải cứu chữa lành cho thế giới đổ vỡ này. Và trong nhiệm vụ đó, mỗi một anh chị em, tôi và bạn chị em đều có nhiệm vụ hết. Không một con cái nào trong vương quốc Đức Chúa Trời mà không được giao nhiệm vụ. Đừng nghĩ gì, tất cả. Lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà có một sự thật là chúng ta phải đối diện với những vấn đề mà mình cảm thấy bất lực. Chưa đủ ơn để giải quyết. Sự thật thế. Và chúng ta cần phải khao khát để Đức Chúa Trời gia ơn. Thì cái điểm mà chúng ta bắt đầu là chúng ta phải khiêm nhường, hạ mình. Vì Kinh Thánh chép rất rõ, người hạ mình, người khiêm nhường thì được Chúa ban ơn. Rồi, điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị em trong bài sứ điệp ngày hôm nay là chỉ có một cách duy nhất theo Kinh Thánh để khiến cho chúng ta thực sự có thể nuôi dưỡng con người nội tâm của mình trở nên người khiêm nhường, đó là kiêng ăn ép linh hồn của mình. Còn tôi không thấy một cách nào khác. Đừng tìm kiếm những biểu hiện bề ngoài của sự khiêm nhường. Đừng giả vờ sống khiêm nhường. Đừng tỏ ra cho người ta thấy rằng mình khiêm nhường. Nhưng hãy thành thật trước mặt Chúa và thuận theo cái cách của Chúa. Đó là kiêng ăn ép linh hồn mình. Chỉ như ở đây chúng ta cũng phải từng bước. Tôi không nói với anh chị em là ngày mai là xong vô 40 ngày kiêng ăn ngay. Có khi là xanh cỏ. Phải bắt đầu từ 3 ngày, 1 ngày. Chỉ còn 1 ngày thôi mà tấm lòng đúng là cũng đã là thiên đàng rồi. Đâu có phải là cứ phải bắt chước Môi-se. Nói ông mục sư gì bên châu Phi, Trung Phi kia. Ông bắt chước Môi-se. Đến ngày thứ 20 là chở vô bệnh viện truyền nước biển luôn. Không đi, không đứng, không làm gì được. Chúng ta đừng như thế, đừng quá khích. Chúng ta hãy từ từ từng bước. Một ngày thì thôi. 3 ngày nhưng mà thái độ đúng. Bắt đầu bằng sự khiêm nhường. Và động cơ, điều thứ 3 tôi muốn chia sẻ là động cơ. Tức là thái độ tấm lòng chúng ta khi kiêng ăn là không phải để tìm cánh tay của Chúa. Không phải là để cho Chúa phải bắt buộc Chúa. Hay là tống tiền Chúa. Hay là khủng bố Chúa để Chúa làm cái gì đó cho mình. Như Hồi giáo ôm bom vào bắt đầu là mày không làm là tao cho nổ tung, không có cái chuyện đó. Đúng không ạ? Nhiều khi con cái Chúa là khủng bố Chúa bằng cái cách kiêng ăn. Chúa không làm con kiêng đến chết, Chúa nói mày chết kệ mày. Để căng đi chứ không phải được. Không chứ, dám căng đi chứ. Đừng có cái thái độ đó, tôi nói thái độ đó là phải bỏ. Ngài là Chúa, chúng ta là con người, amen chứ. Ta không được có cái thái độ như thế. Chúng ta kiêng ăn, mục đích thái độ đúng là tìm kiếm sự thân mật, yêu thương, tôn trọng, thờ phượng Đức Chúa Trời. Lạy Chúa con kiêng ăn để con đến thăm Ngài. Con muốn con với Ngài trò chuyện ở đây. Mỗi lần con kiêng ăn là cũng giống như con ghé nhà Ngài để thăm Ngài. Con trò chuyện với Ngài. Con muốn ngồi hầu chuyện Ngài. Con muốn mời Ngài uống trà cùng con. Con muốn mời Ngài tâm sự với con. Con muốn được tôn kính Ngài, thờ phượng Ngài, nói lời yêu thương với Ngài. Con muốn nói rằng cuộc đời con rất cần Ngài và rất thích ở với Ngài. Đó là kiêng ăn. Trong những lần kiêng ăn tôi cũng ngồi một mình, tôi nói với Chúa những điều đó thôi. Tôi cũng chả nói với Chúa là Chúa cho con khiến người chết sống lại, tôi không nói. Vì cái đó là việc mà Ngài làm. Đến thời điểm Ngài làm tôi không ép Chúa làm vào ngày mai. Đâu hội thánh thì chưa có cơ sở. Hội thánh thì chưa có cái chỗ, có nơi rộng rãi mà người chết sống lại. Ùn cả Sài Gòn đến đây thì chưa ở đâu mà cứ đòi ngày mai. Cái đó chứ em, cái gì cũng phải có thời điểm chứ. Sài Gòn 15 triệu dân mà cứ khiêng tất cả người chết sẽ đến đây thì chưa đâu. Cho nên là cái gì có thời điểm, mình cứ để cho Chúa hành động cái việc của Ngài.
Cái việc của chúng ta là tìm kiếm mặt Ngài, yêu thương Ngài, thờ phượng Ngài. Amen chứ. Đó là tôi nghĩ là cái điều rất là tuyệt vời. Và mỗi lần như vậy đó, tôi đảm bảo là mối quan hệ của anh chị em với Chúa rất khăng khít. Tất cả những con thú bên trong bị cột lại hết. Tất cả những xác thịt bên trong loại bỏ. Tôi không biết những mục đích khác của kiêng ăn. Nhưng tôi thấy mục đích rõ ràng nhất. Cái kết quả rõ ràng nhất của kiêng ăn là xác thịt chúng ta đã ngủ yên. Ngủ yên. Nó không còn lộn lạo nữa. Còn chưa kiêng ăn là nó cứ lộn lạo lung tung. Nhảy múa linh tinh cả lên. Là chúng ta phải cột nó. Đó. Và khi chúng ta thực hành những điều này rồi. Thì Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một đời sống. Bất kể anh em làm gì, giống như Kinh Thánh chép á, như cây trong gần dòng nước, mọi sự người làm đều thịnh vượng. Tôi muốn anh em ghi chú cái từ mọi sự. Không chỉ riêng đủ quỷ chữa bệnh, làm kinh tế cũng thịnh vượng luôn. Có đúng không? Quản trị gia đình cũng thịnh vượng luôn. Giáo dục dạy dỗ người khác cũng thịnh vượng luôn. Hướng dẫn con cái mình cũng thịnh vượng. Nói chung việc gì mà tay anh em đụng vô là tự nó thịnh vượng, tự nó nhân lên. Chứ không riêng gì đủ quỷ chữa bệnh. Chút ngày ăn xong cứ chăm chăm đủ quỷ chữa bệnh. Thì đó chỉ là một phần thôi. Một phần trong cuộc sống thôi. Chứ không phải là cuộc sống chúng ta là cứ phải đủ quỷ chữa bệnh. Một phần nhỏ thôi. Cho nên đôi khi tôi nói hơi hài hước tí, chứ mà anh em cũng phải thông cảm để cho cái buổi giảng nó hơi vui vẻ tí, anh em mới dễ tiếp thu. Amen. Đó là cái cách. Nên những cái điều này chúng ta cần phải ghi chú. Và tôi muốn ao ước tất cả anh em mình đều là những người tiến tới một đời sống càng ngày càng đắc thắng. Mỗi lần chúng ta phục vụ Chúa sống thì tài sản thuộc linh chúng ta được nhân lên. Tài sản chúng ta được nhân lên về mọi mặt, niềm vui, bình an, gia đình, con cái, hạnh phúc gia đình, vợ con, sức khỏe, đủ thứ. Có người nói với tôi hôm qua hai buổi trường giảng, ông mục sư ông nói công nhận ông này ông nhỏ như thế này sao ông giảng hai ngày mà ông vẫn nói được đấy. Kinh, không hiểu hò hét hai ngày anh chị em chưa biết đâu. Live stream là chỉ đến 5 giờ là kết thúc, chúng tôi cầu nguyện đến 10 giờ đêm. Tôi nói 4 ký năng đề mà anh chị em đâu có phải ít đâu, cầu nguyện 10 giờ thế. Ông mục sư ông tắt tiếng luôn, nhưng mà ông nói sao ông này nhỏ xíu mà ông chưa tắt tiếng. Tôi nói chưa. Chứ Chúa mà làm tôi tắt tiếng này ngày 25 sao cầu nguyện. Phải không chứ? Chúa bán sức. Mỗi lần trận chiến như thế này thì sức lực chúng ta được gia tăng. Chúng ta vẫn chạy tốt. Giống như Môi-se, tôi rất thích cái câu mà Kinh Thánh mô tả về Môi-se. 120 tuổi rồi mà sức không giảm, mắt không mờ. Chỉ lên núi ngồi dựa vào tảng đá và về nhà. Wow, tôi thích cái đó anh chị em ạ. Khi mình xong nhiệm vụ rồi lên núi dựa lưng vào tảng đá, Chúa con muốn về nhà hay là về. Chứ còn gì nữa? Người của Đức Chúa Trời nên ước ao điều đó. Anh chị em có tin rằng điều đó sẽ xảy ra cho chúng ta không? Chúng ta không cần phải đau đớn với bệnh tật chung với thế giới này, amen. Không cần. Mình phải ước ao điều đó. Chúa mình là đấng có quyền cho chúng ta điều đó. Mỗi một con cái Chúa hầu vì Chúa, tôi thích điều đó xảy ra cho anh chị em. Chúng ta sống một đời bình an phẳng lặng trong tâm hồn, không tham lam, không ích kỷ, không gì cả. Chúng ta chỉ công tâm phục vụ Đức Chúa Trời mình. Và ngày cuối cùng chúng ta về nhà, chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con về đây. Chúa nói: con yêu dấu của ta, bước vô, ta đãi con cốc trà. Tuyệt vời. Con thấy cái cảnh đó. Ở trên đăng cả trà đó. Chắc chắn cái đó chứ. Mình phải biết ước mơ những điều như thế cho cuộc sống nó mới thú vị. Mà điều đó là sự thật. Chúa chúng ta xây dựng trời mới đất mới cho chúng ta cơ mà. Chúng ta đâu nói chuyện hoang đường ở đây. Chắc chắn là trời mới đất mới sẽ có. Tôi và ông bà anh chị em sẽ giữ bằng tiệc thiên đàng trong ngày cuối cùng. Đâu có phải thiên đàng là cái gì ảo ảnh, không phải đâu. Thiên đàng là thật. Trời mới đất mới trên đàng. Anh em đọc lại Khải Huyền đi. Còn nghi ngờ anh em cười câu nói đó của tôi. Anh em chưa đọc Khải Huyền. Tôi đọc Khải Huyền là tôi dám chắc một điều: thiên đàng trên đất này là có thật. Sau 1000 năm hòa bình, tôi và anh chị em sẽ vui vẻ với nhau đến trọn đời. Suốt ngày là thờ phượng Đức Chúa Trời, tiệc tùng với nhau. Tiệc tùng trong sự lành mạnh, chứ không phải vô như ngày hôm nay đâu. Đó. Rồi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Chúng ta đứng dậy mình cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.